Khi các phi hành gia lên vũ trụ, nhiều người trong số họ bị thiếu máu, chúng mất đi các tế bào hồng cầu. Có ý kiến cho rằng thiếu máu ngoài không gian là tác dụng phụ của sự thay đổi chất lỏng xảy ra ở phần trên của các phi hành gia khi họ lên vũ trụ. Khoảng 10% chất lỏng trong mạch máu của họ bị mất khi điều đó xảy ra. Cơ thể của họ được bù đắp bằng cách giảm các tế bào hồng cầu, hoặc người ta vẫn nghĩ như vậy. Ở một người bình thường có khoảng 2 triệu tế bào hồng cầu bị mất đi mỗi giây. Tế bào này được thay thế bằng các tế bào gốc trong tủy xương. Nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng sự mất mát tăng tốc trong không gian. Công trình này, được báo cáo trên tạp chí Nature Medicine, đã phân tích sức khỏe của 14 phi hành gia trong các sứ mệnh kéo dài 6 tháng trong không gian. Nghiên cứu xác định rằng họ mất thêm 54% lượng tế bào hồng cầu khi ở trong không gian so với lượng tế bào mất đi khi ở trên trái đất. Các phi hành gia đã mất khoảng 3 triệu tế bào hồng cầu mỗi giây. Ở cả nam và nữ phi hành gia, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng khi đến không gian, nhiều tế bào hồng cầu bị phá hủy hơn, và điều này tiếp tục trong suốt thời gian thực hiện sứ mệnh của phi hành gia. Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Guy Trudeau thuộc Bệnh viện Ottawa và Đại học Ottawa cho biết, trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp đo lường sự phá hủy của các tế bào hồng cầu được điều chỉnh để thu thập mẫu trên trạm vũ trụ quốc tế. Trở lại phòng thí nghiệm Trudeau, các tác giả nghiên cứu đã đo lượng carbon monoxide nhỏ trong các mẫu hơi thở của các phi hành gia. Heme là sắc tố trong tế bào hồng cầu mang lại màu sắc cho chúng, và mỗi khi một tế bào hồng cầu mất đi và heme của nó bị phá hủy, một phân tử carbon monoxide được tạo ra. Nghiên cứu này không đo lường việc sản sinh ra các tế bào hồng cầu, nhưng các nhà khoa học cho rằng cơ thể các phi hành gia tạo ra thêm các tế bào hồng cầu. Nếu không, họ sẽ trở nên thiếu máu trầm trọng và không khỏe mạnh. 5 trong số 13 phi hành gia đã bị thiếu máu khi trở lại trái đất không có mẫu máu từ ngày 14. Mức độ tế bào hồng cầu của họ trở lại bình thường trong khoảng 3 tháng sau khi họ trở lại. Trudeau giải thích rằng do không có trọng lực trong không gian, các cơ thể không trọng lượng cũng có thể đối phó với việc mất hồng cầu dễ dàng hơn. Trudeau nói, ảnh hưởng của thiếu máu chỉ được cảm nhận khi bạn tiếp đất và phải đối phó với trọng lực một lần nữa. Tuy nhiên, một năm sau, sự phá hủy các tế bào hồng cầu vẫn tăng lên và cao hơn khoảng 30% so với trước khi thực hiện sứ mệnh không gian. Sẽ cần nhiều công việc hơn nữa để xác định cơ chế cơ bản của tác động kéo dài hoặc nó có thể kéo dài bao lâu. Chúng tôi cũng không biết làm thế nào hiệu ứng có thể tích lũy trong các nhiệm vụ dài hơn. Nghiên cứu này chỉ ra rằng các phi hành gia hoặc khách du lịch vũ trụ nên được kiểm tra tình trạng thiếu máu trước khi họ thực hiện sứ mệnh. Điều quan trọng là phải thay đổi chế độ ăn uống của họ để giúp điều trị tình trạng mất chất sắt. Một nghiên cứu khác của nhóm này chỉ ra rằng các sứ mệnh dài hơn gây ra tác động đáng kể hơn. Có thể có ý nghĩa đối với các sứ mệnh tới sao Hỏa trong tương lai. Nghiên cứu này cũng có thể cung cấp một số thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe gần nhà. Nằm trên giường có liên quan đến chứng thiếu máu, và Trudeau cho rằng có thể có những cơ chế tương tự đang hoạt động đằng sau quan sát đó và những gì xảy ra trong không gian. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.